Nếu mà các bạn thắc mắc mực bút acrylic có gì khác so với mực thường thì đây, nó có độ che phủ như vậy nha. Bút acrylic dạng ngòi cứng là nhiều bạn biết rồi, nhưng mà bây giờ có dạng đầu ngòi cọ luôn rồi nè. Bộ acrylic brush này của Wanna có hai đầu và đi theo set 36 và 60 màu. Hồi lúc dạng brush này mới ra, Ri nhớ là của nhà Karin, là Ri mê dã man luôn mà rất là mắc á, khó mua nữa, chơi giveaway hoài không có trúng. Nhưng mà bây giờ bộ này là chơi được rồi nè, rẻ hơn nhiều mà ngòi brush cũng rất là ổn, có thể viết chữ hay là tô rất là ok, màu đặc lên giấy rất là nổi màu luôn, và đặc biệt là nó không có thấm vào mặt sau đâu, chỉ là đừng tô nhiều quá đề phòng giấy nó bị nhăn thôi à. Ngoài viết lên giấy thì viết lên sứ gỗ kim loại đều được, nhỏ nước là nó không có bay nha.